Nói về đồng minh của chính phủ thì chắc chắn chúng ta không thể không nhắc tới các thất vụ hải quyền lực, những kẻ được chính phủ cấp quyền cho hoạt động tự do mà không bị chính quyền sờ gáy. Tuy nhiên, sau màn lật mặt vừa rồi của chính phủ thì chúng ta sắp được chứng kiến một sự kiện đuổi bắt chưa từng có tại thế giới từ trước tới giờ. Tuy nhiên, nếu muốn bắt người thì phải nhớ lại xem người đó có trọng tội gì thì mới bắt được chứ đúng không? Chứ đâu phải cứ khơi khơi mà bắt người ta. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại xem những tội trạng đáng bị bắt giữ của các thất vụ hải là gì nhé. Và lưu ý rằng mình sẽ đứng ở vị trí chính phủ thế giới để xem xét xem tội trạng cho những tội phạm này, nên chắc chắn là sẽ có khá nhiều tội trạng vô lý trong video này đấy nhé. Bất ghi, làm hải tặc, vượt ngục, tập hợp tội phạm. Không biết là bấy nhiêu đầy công trạng đã đủ giúp cho Bất ghi có cơ hội được săn đón bởi hải quân trên toàn thế giới chưa nhỉ? Với mình thì Bất ghi đã đủ tiêu chuẩn, chỉ bằng việc hắn là một hải tặc rồi, còn mấy cái kia chỉ là thêm vào cho vui thôi. Và niềm vui đó càng được nhân lên khi hắn đã trở thành một idol rất được yêu thích trong mắt các tội phạm đã trốn khỏi Impel Down trong cuộc đại náo của Luffy 2 năm về trước. Điều đó càng làm chính phủ e ngại đến tên này hơn và phải gán cho hắn danh hiệu Shichibukai để tội phạm khắp nơi không trở nên quá khích và nổi loạn. Và giờ đây, khi thời cơ đã chín mùi, họ chỉ cần lấy lại danh hiệu và truy đuổi hắn mà thôi. Mihawk quá mạnh. Cũng giống như Bất ghi, trọng tội đáng bắt nhất của Mihawk chính là việc ông là một hải tặc. Tất nhiên là chúng ta chẳng thấy Mihawk sở hữu một bàn hải tặc nào cả. Thế nhưng sau khi thất vụ hải bị giải tán thì Mihawk vẫn nằm trong danh sách đen và cần phải bị bắt giữ. Có lẽ lý do chính là vì chính phủ không còn quyền để kiểm soát một nhân vật mạnh mẽ tầm cỡ như thế này nữa, nên mới hạ lệnh cho quân lính khắp nơi đến bắt và giữ Mihawk khi lệnh vừa được ban hành. Tuy nhiên, như các bạn thấy, thì Mihawk ngoài việc không hề tỏ ra một chút sợ hãi mà ông còn cảm thấy phấn khích tột độ vì sau bao năm làm vườn cũng đã được thư giãn gân cốt. Vậy nên chúng ta có thể thấy, để bắt giữ được Mihawk thì chính phủ thế giới cần nhiều hơn là mấy con tàu chiến hải quân bình thường đấy. Jinbei, tự động từ chức. Sống qua đời nhiều khi ngày thẳng quá cũng là một cái tội, và cái tội của Jinbei khi bị tống giam vào Impel Down không khác gì ngoài việc ông là một người ngay thẳng và trung thành. Vì một phút nghiêm túc với bản thân và trung thành với Râu Trắng, Jinbei đã từ chối cuộc triệu tập chống lại Râu Trắng của chính phủ thế giới tại Marineford với lý do ông không thể nào quay lưng với người đã cưu mang quê hương của mình được. Và ngoài ra, Jinbei cũng đã từ chức thất vụ hải và giơ tay chịu chói và bị đàn áp đến Impel Down ngay sau đó. Tuy nhiên, đến nước này thì chúng ta phải nên phân tích từ định mệnh. Và cũng nhờ vào việc từ chức này nên mới dẫn theo những sự kiện sau đó. Và giờ đây, ông đã trở thành tay lái tàu trong bàn hải tặc của vua hải tặc tương lai. Boa, tự ý hóa đá người khác. Nè, đừng có giỡn nha. Hóa đá người khác nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì cũng là giết người đấy nhé. Mà chưa kể, Boa không chỉ có thói quen hóa đá người khác thôi, mà cô còn hóa đá luôn cả hải quân nữa cơ. Và nếu như ở ngoài đời thì việc như thế cũng có thể được xem là trọng tội, đáng bị bắt giữ và tử hình đấy nhé. Ngoài ra, Hancock không những hóa đá một mà còn hóa đá rất nhiều hải quân cùng một lúc và rất nhiều lần, đến cả phó đô đốc Momonga cũng mém tí nữa là bị hóa đá chung luôn rồi. Vì Boa là một thất vũ hải và cô cũng rất ảnh hưởng trên thế giới, và cũng vì nhan sắc hơn người nữa nên mới được người ta chăm trước cho mà không đem tống vào tù ngay lúc đó. Tuy nhiên, hiện tại thì thất vũ hải không còn là cái kilo nào nữa trong mắt chính phủ thế giới cả, cho nên bây giờ thì cứ gặp đầu là bắt ở đó mà thôi. Lo liên minh với bằng mũ rơm. Thành thực mà nói thì đối với chính phủ thế giới, Lo giống như một viên ngọc vô cùng quý giá mà họ cần phải giữ gìn cẩn thận, vì sức mạnh của anh sẽ giúp ích cho rất nhiều người nếu như họ có thể kiểm soát được anh. Và cũng nhờ có Lo mà chính phủ thế giới mới có thể dễ dàng nắm thóp được những tên hải tặc nguy hiểm khác.
Vậy nên, một đồng minh lợi hại như thế, có bán thì ai cũng sẽ bỏ tiền ra mua cho bằng được. Tuy nhiên thật là đáng buồn khi một đồng minh lợi hại như thế lại tự ý đi liên minh với kẻ thù số 1 thế giới, hiện tại là Luffy mũ rơm. Vậy nên, dù có yêu thích đến đâu thì cũng phải từ biệt mà gửi một thư từ mặt cho Law mà thôi. Rồi cũng giống như Jinbei, Law không cần phải chờ tới bây giờ mới bị chính phủ thế giới săn đón, mà anh đã được ghi vào danh sách đen, những gương mặt cần được bắt giữ ngay và luôn. Weevil, tàn sát tàn dư của bằng râu trắng. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, vì sao mà một người tự đứng ra giải quyết các hải tặc nguy hiểm còn sót lại trong trận đại chiến lại là mục tiêu to lớn đối với chính phủ? Đáng lý ra phải mời hắn về dinh và trao quyền cao chức trọng để cảm ơn hắn vì đã giải quyết mấy thằng đệ của râu trắng giùm mình chứ nhỉ? Tuy nhiên có vẻ như thực tế thì không được màu hồng cho lắm. Đúng là Weevil đã giải quyết được một chút mối lo của chính phủ thế giới về tàn dư của râu trắng. Tuy nhiên, một kẻ có thể tự mình giải quyết được gần hết các thành viên trong băng của một tứ hoàng thì đó không phải là chuyện mà chúng ta có thể ngồi yên chờ đợi hắn hoàn thành hết tất cả được. Và một kẻ nguy hiểm như thế cần phải bị loại bỏ ngay lập tức. Và với sự lương lẹo của năm bộ óc quyền lực nhất thì họ đã ban cho tên này chức danh Thất Vũ Hải để hắn tiếp tục làm việc của mình. Và khi đã xong việc rồi thì cứ lại cử quân đến để bắt lại thay lời cảm ơn cực kỳ chân thành mà thôi. Stitch đột nhập vào Impel Down. Thực ra thì việc đột nhập vào Impel Down cao lắm chỉ là cắt chức Thất Phu Hải mà thôi. Cái để khiến cho Stitch trở thành một nhân tố cực kỳ được săn đón bởi các hải quân hùng mạnh chính là vì hắn đã hạ gục râu trắng và trở thành tầng thứ hoàng thế chỗ ngay sau đó. Và cũng chính vì sự không thể tin nổi này đã khiến cho râu đen trở thành kẻ có số tiền thưởng khởi điểm lớn nhất One Piece từ trước tới giờ, từ 0 lên tới 2 tỷ berry trong một lần lên báo. Nên các bạn có thể thấy rằng chỉ cần lên được chức tứ hoàng thôi thì có vô danh tiểu tốt tới đâu bạn cũng sẽ được mọi người nể sợ. Và nếu Luffy thực sự có thể đánh bại được hai tứ hoàng trong kèo giao chiến này thì tiền thưởng của cậu sẽ vô cùng vượt bậc tới mức không thể tin nổi luôn đấy nhé. Gekko Moria, đánh cắp xác chết và bóng của nhiều người. Có thể các bạn không biết thì nếu xem một khía cạnh nào đó thì Gekko Moria hoàn toàn có thể trở thành một Thất Vũ Hải đủ mạnh để áp đảo tất cả những Thất Vũ Hải khác đấy nhé. Trước đây cũng là vì Kaido quá trâu bò, còn Moria thì quá yếu mềm nên mới thua trận và vác xác trở về mà thôi. Chứ nếu Moria chịu khó rèn luyện và sử dụng sức mạnh của mình một cách đột phá hơn thì hắn đã có thể đè bẹp được Luffy bằng sức mạnh của mình rồi, chứ không phải hít cho một đống bóng vào rồi sóc lên rồi ngã ngửa để nhận hậu quả. Và sau đó còn bị chính phủ thế giới cho người thủ tiêu luôn mới đâu. Tuy nhiên có lẽ chính phủ cũng đã chờ đợi thời cơ này rất là lâu rồi, và nhờ có Luffy nên mới có cớ để thủ tiêu Moria, chứ cứ để hắn tự tung tự tác cướp bóng của người khác thì chẳng bao lâu sau thế giới chỉ còn là những cái xác biết đi mà thôi. Doflamingo, chiếm Dressrosa và thao túng thế giới ngầm. Như tiêu đề mình đã nêu, mình sẽ nói một cách chi tiết hơn về tội trạng của tên này, thì đó chính là áp đảo và hạ bệ một vương quốc của một đất nước thuộc quyền liên minh với các quốc gia được bảo hộ trên thế giới. Và sau đó, cai trị vương quốc này và biến nó trở thành một nơi trao đổi hàng hóa và buôn bán thông tin của thế giới ngầm. Một việc làm như thế này đáng ra đã được chính phủ thế giới ghi tên vào danh sách tử ngay từ khi Vuriku bị hạ bệ. Nhưng không, chẳng ai biết gì cả, và có thể là đã biết nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy khi một tên hải tặc trở thành kẻ đứng đầu và cai trị một vương quốc. Mãi cho đến khi Luffy cùng đồng bọn dọn dẹp xong xuôi thì mới ló cái mặt ra để hốt hết công trạng về mình, như cách mà chính phủ đã làm ở Alabasta mà thôi. Tuy nhiên, nhờ vô ơn của Fujitora nên mới không sờ muối được gì từ chiến công Dressrosa hết. Và để trừng phạt cho hành động này thì thay vì tử hình chúng, Doflamingo lại được chăm sóc một cách cẩn mật tại tầng 6 của ngục Impel Down.
Crocodile chiếm Alabasta. Và cuối cùng cũng giống như Doflamingo, nhưng bị cái là chưa kịp làm gì đã bị tống vào tù rồi. Nghĩ lại thì ít ra Doflamingo đã được lên ngôi vương và cai trị đất nước này hàng năm trời, và có riêng cho mình một đế chế hùng mạnh bằng máu của người dân và độ độc ác có 102 của mình. Thế nhưng Crocodile cũng độc ác và máu lạnh không kém, nhưng vì kế hoạch của hắn có phần hơi an toàn và không chơi liều như Doflamingo, nên kết quả thu về chẳng khác gì ngoài chiếc còng số 8 chính hãng của hải quân cả. Sau khi xem đến đây thì chắc các bạn cũng có thể đếm được chúng ta đã bỏ sót một người, và đó chính là bạo chúa Kuma. Và lý do mà mình không nói đến tội trạng của Kuma đó là vì mình không thể tìm ra lý do nào hợp lý để gán tội cho ông ta được. Tuy nhiên về phần Kuma thì bây giờ ổng phải phục vụ cho Thiên Long Nhân với tư cách là nô lệ rồi, nên tạm thời chúng ta không nên đụng đến tài sản riêng của các Thiên Long Nhân nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.